Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương. Diêu Trì Kim Mẫu là mẹ sanh của toàn thiên hạ, chưởng quản tạo hóa thiên. Ai đã đến thế gian này đều phải nhớ ơn Phật Mẫu, vì các nguyên nhân nơi tạo hóa thiên đều do Phật Mẫu lựa chọn cho xứ trần. Chịu khổ, học khôn cho tới đoạt thành Phật vị, ơn tạo hình hài, ơn dưỡng nuôi giáo hóa và ơn diều dẫn thoát trần của Phật Mẫu là vô lượng vô biên. Hai chữ Kim Mẫu là hai chữ nói tắt, chính là Kim Bàn Phật Mẫu trong Di Lặc Chân Kinh có chỉ rõ. Bởi vậy, nơi cõi trần, Phật Mẫu là mẹ sanh của toàn nhân loại, và nơi cõi hư linh, Phật Mẫu là mẹ của các thần thánh tiên Phật. Hiện nay, Đức Phật Mẫu ngự tại cung Diêu Trì, ở từng trời tạo hóa thiên, là từng trời thứ 9 trong cửu trục thiên. Theo Di Lặc Chân Kinh, Đức Phật Mẫu cùng các vị Phật quản sanh Phật, dưỡng dục Phật, chưởng hậu Phật, thủ luân Phật, cùng với cửu vị nữ Phật và hằng hà sa số chư Phật khác thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục quần sanh quy nguyên Phật vị. Đức Phật Mẫu được nhân loại tôn xưng bằng nhiều danh từ khác nhau tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, kể ra như sau đây. Phật Mẫu là mẹ thiêng liêng của toàn cả vạn linh và chúng sanh. Diêu Trì Kim Mẫu là vì Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung. Kim Bàn Phật Mẫu, Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Cửu Thiên Quyền Nữ là Đức Phật Mẫu rất quyền diệu, ngự tại từng trời tạo hóa thiên, là từng thứ 9 trong cửu trùng thiên. Đức Mẹ Thiên Liên, Đại Từ Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, Mẹ Sanh và bốn vị tiên hầu Diêu Trì Kim Mẫu. Thứ nhất, Đổng Sông Thành mặc áo xanh, đứng bên mặt Đức Phật Mẫu đắc vị quảng sanh Phật. Thứ hai, Dương Tử Phá mặc áo xanh, đứng bên trái Đức Phật Mẫu đắc vị dưỡng dục Phật. Thứ ba, Hứa Phi Yến mặc áo vàng, đứng bên mặt Đức Phật Mẫu đắc vị chưởng hậu Phật. Thứ tư, An Phát Trinh mặc áo vàng, đứng bên trái Đức Phật Mẫu đắc vị thủ luân Phật. Đầu câu là Cửu Thiên Quyền Nữ, cũng là một danh hiệu đặc biệt của Đức Phật Mẫu. Cửu là chữ đầu của câu. Cửu kiếp hiển diện thọ sắc, cửu là cửu kiếp giáng trần giáng Tây lịch khá xa, có vua Hiền Viên Quỳnh Đế bên Tàu. Thọ là nhân lành chiêu trời, con gọi là Thọ Sắc Thiên. Đức
Phật mẫu thọ sắc linh đinh chi tôn, giáng kiếp thứ chín giáng trần, đúng ngay vào thời vua Huỳnh Đế Yên Viên. Câu thứ hai, thiên thiên cửu phẩm đắc cao quyền, thiên thiên là trời, trời ở cõi trên. Cửu phẩm là chính phẩm thần tiên, đắc là học Phật vì đoạt thành, Phật mẫu giáo quá diệu dần thoát trần, rồi sẽ được già đắc. Còn cao quyền là hai chữ quyền diệu và cao siêu, thiên thiên cửu phẩm đắc quyền cao, trời trời chính phẩm được quyền cao. Câu thứ ba bắt đầu bằng chữ quyền hư, quyền diệu nơi cõi hư không, là làm ra mọi điều, thế là cõi trần gian. Thần tiên nữ là các nữ thần nữ tiên, đức Phật mẫu diệu kỳ, nơi cõi hư không áo quyền, các đấng thần thần tiên cô tạo hóa ra các cõi trần, ai đều có thần tiên độ trì, vì thế được viết là quyền hư tác thế thần tiên nữ. Câu vui bắt đầu bằng chữ nữ, nữ hảo thiện căn đoàn cửu thiên, đức Phật mẫu nhũ phiên, phải nữ có tâm lòng chân, nữ là phải nữ vạn sinh linh biết yêu thương nhau, hảo là tốt lành, gốc rễ rễ lành và căn lành, căn lành có được là nhờ việc làm lương thiện tạo ra. Đạo đức trong kiếp trước trời cho muôn đời và mai sau, người nữ phải có được tấm lòng tốt, có căn tu Phật mẫu vô lượng vô biên, đoạt phẩm vị chính từng trời. Bài thơ bốn chữ khoan thủ sống mà mãi trong tim ta, cửu thiên quyền nữ yêu trì kim mẫu quý dâm, đức Phật mẫu ngự tại diêu trì cung, được nhân loại kính trọng tôn sùng, tùy theo dân tộc tôn giáo nơi nào, tùy theo tín ngưỡng tôn nghinh. Mẹ thiên liên toàn cả vạn loài sanh linh, diêu trì cung đức Phật mẫu ngự trì,
đức Phật mẫu chứng quang kim bàn. Cửu thiên quyền nữ ngữ từng trời tạo hoa thiên, còn nhiều chư Phật đi khắp dương thế để dưỡng dục quần sanh Phật diệt.